Trong buổi tiếp xúc cử tri với đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 thành phố Đà Nẵng, cử tri quận Hải Châu kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến an sinh xã hội sau đại dịch COVID-19. Cử tri quận Hải Châu phấn khởi trước những kết quả khả quan trong công tác phòng chống dịch của cả nước nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng. Trong đó, những chính sách an sinh xã hội của thành phố trong thời gian qua đã tác động tích cực đến người dân, giúp người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống, thực hiện tốt các quy định trong giãn cách xã hội. Hiện nay, một số cái đối tượng, đặc biệt là cái đối tượng từ 65 đến dưới 80 là còn khá nhiều. Tất nhiên chúng ta cũng phải chờ thuốc tốt rồi này khác cho nó an toàn này khác. Nhưng mà tôi nghĩ là cũng cần phải có cái giải thích, hướng dẫn cho các cái đối tượng này họ yên tâm. Thế còn chúng ta làm thế nào cố gắng có nhiều vaccine để tiêm cho toàn dân và nghiên cứu tiêm cho trẻ em dưới tuổi quy định thì để chúng ta đảm bảo cái an toàn cho toàn xã hội. Cần phải tập trung đầu tư cho cái việc nghiên cứu và sớm sản xuất được vaccine trong nước. Và đấy là một cái giải pháp cơ bản. Thay vì chúng ta bỏ tiền ra mua của nước ngoài, thì chúng ta tập trung cho ở trong nước. Nếu như mà chúng ta muốn sống chung với dịch, thì cái việc tiêm vaccine không thể là 1-2 mũi, không có thể là 1-2 năm, mà có thể còn lâu hơn. Trước diễn biến gần đây của người dân từ các tỉnh phía Nam ồ ạt quay trở về quê hương, cử tri Hoàng Minh Hòa, phường Thạch Thang kiến nghị. Người dân chúng ta di rời từ phía Nam, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, về các cái tỉnh thành khác. Một cái sự di rời mà không ai muốn có, một cái sự di rời mà làm cho tất cả những người có lương tri là chảy nước mắt. Tôi xem những cái clip trên mạng thế nhưng mà tôi cũng thấy chảy nước mắt. Mặc dù là mình xem những cái thông tin chính thống thì mình đã thấy như thế rồi, nhưng mà xem những thông tin chưa chính thống thì cũng lại càng đau lòng hơn. Vì sao như vậy? Vì rõ ràng là chúng ta chưa kịp thời có những cái chính sách, có những cái quy định để mà giải quyết vấn đề này bằng cái là mình phải dự liệu ra là cái việc nó sẽ như thế nào và phải có cái kế hoạch như thế nào để đáp ứng với lại cái việc mà tự phát đấy. Tại điểm cầu quận Thanh Khê, các cử tri đã đánh giá cao chất lượng buổi tiếp xúc cũng như gửi gắm nhiều nguyện vọng đến các đại biểu Quốc hội. Qua nghe thông báo về nội dung chuẩn bị kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15 với nhiều vấn đề kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, cử tri quận Thanh Khê mong muốn kỳ họp lần này sẽ đề ra được nhiều quyết sách đúng đắn để phục hồi kinh tế, đảm bảo đời sống cho nhân dân. Và qua cái tiếp xúc lần này thì cử tri cũng đưa tâm tư rất là nhiều cái nguyện vọng hậu dịch. Thì chính phủ và Quốc hội cũng phải đưa ra được những cái chính sách để hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa và hỗ trợ cho những cái người dân yếu thế, những người dân lao động. Cử tri chúng tôi quan tâm nhất là thì một cái lượng người dân khi thành phố Hồ Chí Minh di chuyển qua khu vực của thành phố thì đề nghị có cái quan tâm. Mong muốn là mang tiếng nói của khu dân cư, nhất là đối với những người phụ nữ. Những người phụ nữ đơn thân, những người phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, những người phụ nữ mà hiện nay là trong cái diện nghèo, cận nghèo, và đặc biệt là những người, rất nhiều những người mà đã bị thất nghiệp trong cái đại dịch COVID-19, thì họ mong muốn là chính phủ có những cái gói hỗ trợ cụ thể đến với người dân. Còn tại điểm cầu quận Sơn Trà, nhiều cử tri cũng có nêu ý kiến, trình bày nguyện vọng về khôi phục phát triển ngành du lịch sau đại dịch COVID-19. Ở địa phương thì cũng có một số vấn đề, là trong đó đặc biệt là quan tâm đến cái vấn đề là đời sống của anh em cán bộ công chức cấp xã phường và những người làm công tác là không chuyên trách. Qua đây cũng đề nghị là Trung ương rồi Chính phủ cũng tất cả các cái cơ quan có chức năng nên nghiên cứu để xem xét lại để điều chỉnh cái mức độ lương và phụ cấp thế nào để phù hợp để cho anh em là có cuộc sống là ổn định và đồng thời cũng là yên tâm công tác tốt hơn theo nghị định 34 của chính phủ. Cái vaccine với 5K đề ra tôi thấy là đúng hướng, nên tiếp tục cái phương pháp 5K và vaccine phủ kín cho toàn dân để phục hồi ngành du lịch như thành phố Đà Nẵng, thì tôi thấy đề nghị các bộ ngành và nhà cấp từng địa phương đang có Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng xây dựng nhiều kịch bản
trong đó phục hồi từng bước lộ trình để phục hồi cái ngành du lịch sau đại dịch. Cùng với cử tri toàn thành phố, sáng nay 36 đại diện cử tri của huyện Hòa Vang đã tham gia buổi tiếp xúc trực tuyến với đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng, chuẩn bị các nội dung cho kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15. Mang tâm tư nguyện vọng của bà con cử tri các địa phương, đại biểu cử tri Hòa Vang kiến nghị với đoàn đại biểu Quốc hội nhiều vấn đề liên quan đến cuộc sống thiết thân của người dân, tập trung chủ yếu trên lĩnh vực hạ tầng giao thông cũng như khắc phục khó khăn để phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19. Trên cái tuyến đường Tránh Nông Hợi Văn thì có quý vị cũng biết rồi là một tuyến đường mà thường xuyên xảy ra những tai nạn phức tạp. Cái mong muốn của cử tri xã Hòa Nhơn, nói chung là huyện Hòa Vang thì cũng mong muốn làm sao đó đẩy mạnh cái thi công. Thì chúng tôi được biết vào ngày 29 tháng 9 vừa qua thì Bộ Giao thông Vận tải có phê duyệt cái dự án đầu tư cái nút giao thông từ Hòa Liên đến cái nút giao thông đường Tránh Nông Hợi Văn thuộc địa phận xã Hòa Nhơn. Thì với số tiền là 2.113 tỷ đồng, thì nếu là thuộc cái dự án này thì mong các đại biểu Quốc hội cũng kiến nghị các cái ngành chức năng của Trung ương tiến hành là thi công nhanh để hoàn thiện đưa vào sử dụng để cho cái tuyến đường giao thông này nó đảm bảo cái trật tự an toàn giao thông. Hiện nay thì sau những cái dịch thì kèm theo là bão lũ nữa, nên hiện nay là các cái vùng miền núi là rất khó khăn, ví dụ như là sạt lở các cái sông suối để chưa khắc phục được thì sản xuất cũng rất là khó. Thứ hai nữa là đường xá đi lại thì cũng đã hư hại rất nhiều. Nhất là với Hòa Ninh thì cái tuyến đường từ Đông Sơn lên Hòa Trung là cái tuyến đường đã làm rất là lâu, chật hẹp và hiện nay thì cũng xuống cấp rất nhiều. Nhân dân cũng rất mong muốn là chỗ thành phố, lãnh đạo thành phố, rồi Hội đồng Nhân dân thành phố là quan tâm sớm có cái triển khai mở rộng đường và khôi phục lại cái các cái sản xuất như là cái khu công nghiệp công nghệ cao là đã thời gian bão lũ thì đến nay cũng chưa khôi phục được. Tại quận Ngũ Hành Sơn, để đảm bảo phòng chống dịch COVID-19, các ý kiến của cử tri đã được Mặt trận quận tổng hợp thông qua các kênh tiếp nhận từ quận đến phường, sau đó báo cáo tại buổi tiếp xúc với đoàn đại biểu Quốc hội. Đa số ý kiến cử tri thể hiện sự đồng thuận và thống nhất với những nỗ lực của hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương. Trong đó, thành phố Đà Nẵng đã đi đúng hướng trong quyết liệt loại bỏ F0 ra khỏi cộng đồng để điều trị. Đồng thời, cử tri bày tỏ và mong muốn các chính sách hỗ trợ người dân doanh nghiệp gặp khó do COVID-19 cần được triển khai nhanh chóng đúng đối tượng. Tình hình dịch COVID-19 hiện nay ở trên cái địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, nói chung mà trong đó cái làng nghề đá mỹ nghệ Nông Nước nói riêng, thì dân thợ của chúng tôi hiện nay đang ở trong cái tình hình rất là khó khăn, bởi vì sản xuất đoàn đá mỹ nghệ Nông Nước là để phục vụ cho khách du lịch. Thế nhưng cái tình hình dịch này đã ảnh hưởng đến cái ngành du lịch rất nhiều và từ đó thì cái làng nghề đá mỹ nghệ Nông Nước nó cũng trực tiếp ảnh hưởng rất là đáng kể. Từ năm ngoái đến nay thì cái thời gian sản xuất của dân thợ ở làng nghề là chỉ đạt 30-40% thời gian. Thế cho nên là đời sống hiện nay của dân thợ đá mỹ nghệ Nông Nước rất là khó khăn. Do vậy, trước cái tình hình này thì đề nghị lãnh đạo các cấp quan tâm đối với cái làng nghề có 102 này ở trên cái đất của thành phố Đà Nẵng. Đó là một làng nghề truyền thống đã có nhiều năm, trên 400 năm trở lại đây. Do vậy, đề nghị các cấp quan tâm nhiều hơn nữa đối với làng nghề truyền thống này.